Chúng tôi sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Tiến có số điện thoại 0832 3 số cuối 484 ở Đắk Nông. Khán giả có hỏi về 7 sào cà phê trồng được 3 năm. Khi trời nắng, cây phát triển bình thường, ra nhiều chồi non. Đến khi trời mưa thì cây có hiện tượng vàng lá, héo rũ, không ăn phân, đen rễ, bị 70% vườn, đã dùng nấm Trichoderma và thuốc trừ sâu nhưng không có hiệu quả. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Nguyễn Thị Nhung ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Đây là một bệnh mà rất sợ trên cây cà phê, bởi vì nó do cái tập đoàn vi sinh vật ở trong đất nó gây hại đấy, và nó cứ âm thầm nó phát triển. Đến khi mà nó bị bệnh nặng thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng gọi là vàng lá, héo rũ và thối rễ. Đấy, thì mà khi đã bị 70% vườn thì tôi nghĩ là khắc phục nó cũng rất là khó. Khi mà nó mưa xuống đấy, bác nói là khi trời mưa đấy thì cây nó sẽ biểu hiện nhanh hơn, bởi vì là nước nó lây lan qua nước tưới, qua nước mưa, qua quá trình chúng ta chăm sóc, và lúc ẩm độ cao thì nấm lại phát triển mạnh đấy, thì cái lúc khô thì nó chững lại, nó sẽ phát triển chậm hơn đấy. Và rất là nguy hiểm khi đã bị đến tới 70% vườn, thì nếu như chúng ta không khắc phục được thì chúng ta đành phải phá hủy. Xong đó chúng ta phải xử lý cái đất này, chúng ta phải để đất nghỉ hoặc luân canh với cây khác thì chúng ta mới nên trồng lại cà phê. Chứ nếu chúng ta trồng ngay thì chắc chắn nó lại sẽ bị bệnh, vì cái nguồn nấm trong đất nó, lúc này là nó đã rất lớn rồi. Chủ yếu là nấm Fusarium và một vài nấm khác, nó sẽ gây ra cái hiện tượng vàng lá, héo rũ và thối rễ. Đây là đặc trưng của cái bệnh này. Thế bác nói là bác đã bón nấm Trichoderma, nhưng có thể là vì nó quá nặng rồi, chúng ta bón cái nấm Trichoderma nó cũng không thể nào ngăn chặn được mà nó vẫn phát triển tiếp. Thì lúc này chúng ta có thể phải dùng nhiều biện pháp, ví dụ như bón phân hữu cơ hoai mục, thế rồi bón phân hữu cơ vi sinh, bón phân lân để kích thích ra rễ mới, bón Trichoderma hoặc là bón phân bón vi sinh vật đa chức năng. Đấy, nó có một tập đoàn vi sinh vật có ích ở trong cái phân này. Người ta thường bán trên thị trường khoảng 50 đến 60 nghìn một kg đấy, thì bác chịu khó tìm nơi nào bán để chúng ta mua. Đấy, thì chúng ta áp dụng cái biện pháp này lâu dài là một năm ít nhất phải bón từ 3 đến 4 lần cho cái vườn này. Thế và trước mắt chúng ta chưa chuẩn bị được cái lượng này lớn để chúng ta bón, thì chúng ta có thể phun một đợt đến hai đợt là cùng thuốc hóa học, để chúng ta phun vào những cái cây bị bệnh nặng hoặc là dập vào những cái ổ dịch mà chúng ta vừa thu gom những cái cây đi, nó sẽ lây lan ở xung quanh đấy. Thì chúng ta có thể mua các cái thuốc có hoạt chất như là Iprodi-1 hay là Difenoconazole hay Hexaconazole, mà cái tên thương phẩm người ta giới thiệu là xử lý đất hoặc là trừ nấm ở trong đất đấy, thì bác có thể phun. Nhưng chúng ta cũng chỉ dùng 1 đến 2 lần là cùng, bởi vì chúng ta dùng thuốc hóa học nhiều cũng không có tác dụng. Nó sẽ quen thuốc là một cái. Thứ hai là vì nấm nó ở trong đất cho nên chúng ta phải phòng ngừa lâu dài, thì chúng ta phải quay sang áp dụng cái biện pháp sinh học, nghĩa là các cái nấm có ích đấy, ở trong phân bón vi sinh vật đa chức năng, trong Trichoderma chúng ta hỗn hợp với phân hữu cơ hoai mục. Hữu cơ hoai mục thì cũng có rất nhiều những vi sinh vật có ích nó sống ở trong đó, nó sẽ ức chế cùng với chúng ta, cùng với các cái chế phẩm sinh học để mà tiêu diệt cái tập đoàn này. Chứ còn chắc chắn cái biểu hiện này là do nấm ở trong đất nó gây cái bệnh đặc trưng là vàng lá, thối rễ và héo rũ trên cây cà phê. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn chi tiết vừa rồi ạ. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dơ bầu bí. Quý bà con có thể tham khảo ở link shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.